Rồi cái công trình cổng rào sân của hôm nay thì cũng đã xong hết cả nhà. Từ đây nhìn tổng thể hết bề ngoài ha. Ở đây hàng rào ở nông thôn nha cả nhà. Đây lộ 2,5 m nha. Ở nông thôn. Hàng rào này thì mình làm khoảng 20 ngày nha, giữa sân với hàng rào bây giờ mưa gió quá. Làm khoảng 20 ngày. Rồi sân trong thì mình lót gạch 40 x 40 ha. Vì gạch với he này nó các kiểu. Thì hôm nay công trình đã xong thì quay sơ sơ cho cái nhà xem cái bị hôm rồi thì mình đã quay từ lúc ngày khởi công rồi thì hôm nay tới ngày hoàn thành thì mình cũng quay một video ha cả nhà. Góp đồ luôn. Rồi công trình hôm nay tới bắt đầu mình đào mà móng đế ha cả nhà. Hôm qua thì mình giăng dây cho chủ nhà người ta dọn cây cối này cái nọ thì cũng đã dọn xong, thì hôm nay thợ bắt đầu đào ha. Dài đằng kia thì mình đào nó cạn thôi. Mai mốt khi mình làm hàng rào xong thì chủ nhà sẽ nâng cái nền Giờ lên nữa hỏi ha. cái cây này ngàn năm không hay là nhiêu năm? Thì coi công trình mình hoàn thành thì nó sẽ như thế nào ha. Này thì cái sân này hôm trước là nguyên cái sân đất nó gặp lủng tủm ha cả nhà. Giờ thì khô ráo bằng phẳng rất đẹp nha. Trong đó thì nhà cũ của người ta. Mấy này thì họ bị do mới sơn xong mưa cái nó bị trôi cả nhà. Thì nó bỏ lại chừng nào nó khô đi rồi dặm lại sau ha. Thì hôm nay cũng như xong rồi. Em mình nay thì dọn đồ nghề về hết cả nhà. Các thứ đều bỏ lên xe hết rồi. Chuẩn bị kéo về. Giờ đây thì thợ mình đang dậm lại mấy cái bản lề cửa mới hàng dậm thêm. Bỏ mình hàng mới hàng bon trước. Bị mưa quá. Tranh thủ cho nó dính lên cái. Rồi hôm nay mình mới dậm lại xong. Thì giờ mình quét nước sơn cái nữa thì bàn giao hết cả nhà. Rồi thì về thôi. Làm cái hàng rào với sân này thì có không bao nhiêu đồ nghề hết cả nhà, thì mình chỉ đem lên nhiêu thôi. Hai xe gùa, một cái cối, bộ dàn giáo, mấy khoan với khoảng chục tấm dán gì đó. Cái dàn giáo thì để mình bắt đang mình đứng mình làm cái mái ngói này nè cả nhà. Dàn giáo để mình bắt mình đứng làm này thành ra mình đem bộ thôi chứ không đem nhiều chi nặng nề hết cả nhà. Thì dọn dẹn một xe ba gác đồ thôi ha. Thì giờ bắt đầu anh em thợ mình bắt đầu chuyển đồ về thôi. Đường về cũng hơi xa hết cả nhà, đường cũng hơi khó đi nữa. Rồi chỗ này thì tính đi tính lại thì cũng gần một tháng anh em mình cũng đã ở đây hết cả nhà. Thì hôm nay anh em thợ mình rút quân thôi. Rồi như hôm nay thì em chia sẻ đây cái công trình hàng rào dưới sân của mình đó cả nhà. Thì hôm nay thì cũng đã xong nha. Hôm nay anh em mình mới dọn đồ lên xe. Thì bây giờ anh em mình bắt đầu trở về thôi. Thì xong một công trình hết cả nhà. Thì giờ bữa có công trình nào nữa thì em sẽ chia sẻ tiếp cả nhà ha. Thì cả nhà mình nếu có ai có liên quan tới mà muốn xây dựng sửa chữa này nọ, xây dựng ốp lát gạch này nọ rồi chất bê sơn rồi la phong tiền chế luôn cả nhà. Sắt này anh em thợ mình tự làm luôn nha. Sắt cửa và cổng này nọ các kiểu anh em thợ mình tự thiết kế và làm luôn nha. Nói chung mình liên quan đến lĩnh vực xây dựng thì anh em thợ mình làm hết nha cả nhà. Rồi nếu vậy thì cả nhà mình nếu có thấy video thấy hay hữu ích á cho một like và đăng ký kênh ủng hộ ha cả nhà. Để có động lực để em ra những video khác gửi đến cả nhà mình tham khảo ha. Rồi thôi xin tạm biệt cả nhà nha. Bye bye cả nhà.